Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 100 cái token MSF, nó có giá trị khoảng từ 5 đến 20 đô la nhé. Ok, sau khi bấm vào đường link dưới phần mô tả thì mọi người chọn Start để chatbot này. Rồi, sau đó thì mọi người chọn Join Airdrop. Và ở đây thì mọi người sẽ join vào nhóm channel này. Quay trở lại, tiếp tục ra vào group Telegram, quay trở lại, sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter và test thẻ ba người bạn, rồi bấm chọn theo dõi, sau đó tìm đến bài đăng của nó. Ở đây mọi người chọn like, sau đó chọn trích dẫn tweet. Tiếp tục thì mọi người sẽ test thẻ ba người bạn, rồi chọn tweet lại này. Ok, quay trở lại bot. Mọi người đăng ký kênh YouTube. Rồi, bấm chọn đăng ký cho mình. Và quay trở lại bot. Chọn submit. Rồi, chọn don này. Và sau đó thì mọi người sẽ nhập profile link của Twitter, copy cái này nhé. Rồi mọi người sẽ nhập username vào. Rồi tiếp theo là sẽ nhập profile link của kênh YouTube. Mọi người quay trở lại YouTube này, trở về trang chính của YouTube. Mọi người chọn vào avatar, chọn kênh. Rồi sau đó thì mọi người sẽ copy đường dẫn đến kênh và quay trở lại, dán nó vào. Rồi, tiếp tục mọi người sẽ nhập địa chỉ ví mạng BSC lấy ở trên ví chớt nhé. Ở đây nó yêu cầu là chỉ sử dụng ví chớt thôi này. Rồi. Sau đó thì chọn static. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.